Mà chiều hôm nay là chúng tôi đang giao đôi lục bình và lục bình gỗ xà cừ 1m6 về Gia Lâm Hà Nội đi qua cầu Vĩnh Tuy. Cái lục bình 1m6 thì gỗ xà cừ nhưng mà chúng tôi làm rỗng cho nên cũng không nặng lắm, rất là an toàn đây, rỗng sâu vào bên trong này. Lục bình ở trên là bao nhiêu gốc cỏ, dưới là dụng trà, thùng cúc trúc mai. Thì ngẫu nhiên chú lái xe là quay. Và cùng ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi cả sập thờ chân 20 giáng cong và cuốn thư câu đối. Và hiện nay là đang được xếp hàng ở phía trước khu A của chúng tôi. Tôi cũng báo cáo quý vị là hiện nay ở trong kho của tôi thì đang còn rất là nhiều lục bình gỗ xà cừ từ 1m2, 1m3, 1m4, 1m5, 1m6 và 1m8. Và trông quý vị trông rất giống gỗ vụn, gỗ hương của chúng tôi đánh là đánh trần. Và đây những đường nét là rất là tinh xảo. Gần đây chúng tôi mới chuyển một đôi 1m6 vào trong Sài Gòn cho anh Lực. Clip xin tạm dừng tại đây và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2016.